Ôi, dập ra chưa? Mày có chắc nó học cái trường này không đấy? Này, mày bắt tao thồi như con la từ sáng giờ khổ lắm rồi. Tha tao từ bản xuống dưới này nhá, mà không đúng cái trường này thì... Thí. Nào. Tao là đứa cầm giấy báo nhập học của nó mà. Quên à? Đại học dược còn gì, đúng không? Mày. Sao? Tao làm được cái việc gì lớn nhỉ? Có tí thôi mà than như con bò. Này, mày vào cầm thử ô tao cái. Thôi mày nói ít thôi. Tao hết cái đầu, im đi. Tài. Tao hỏi mày đấy cầm mà. Mày bảo tao cầm một tí. Thì lúc cần nói thì phải nói chứ. Dạ. Mày cho tao một câu chân tình đi. Thấy ổn áp không? Thật ra hỏi cho có thế thôi chứ. Ở đời phải biết mình là ai nhỉ? Mày có chắc nó còn ở trong đấy không? Thì hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên nhập học mà. Nhưng mà biết đâu nó nhập xong nó về rồi sao? Thế chả lẽ tao với mày ở đây nãy giờ không thấy nó về thì chả hóa tao với mày mù à? Chị ơi, em đi nhập học ạ. Ở đây có chị. Em chào cô ạ. Cô em nộp hồ sơ ạ. Hồ sơ làm xong rồi nhá, làm bàn xong rồi cho chị ạ. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ cô ơi, em nộp học phí ạ. Gì thế? Rõ ràng em để trong này mà. Mà bây giờ em không tìm thấy ạ. Em tìm gì? Em tìm tiền đóng học phí ạ. Cô nhớ lại xem em có thể quên ở đâu mà em không nhớ không? Cô ơi, em cho em xin phép về em tìm. Rồi có gì em quay lại em nộp tiền sau được không ạ? Ừ, em đã có tên trong danh sách nhập học rồi. Cho nên vài ngày tới em nộp tiền cũng không sao nhé. Cảm ơn cô ạ. Bu chúc mừng Ôi, ai? Ôi.